Chà, bởi vậy ta nói đúng, cha mẹ sinh con trời sinh tướng. Thứ ba con mới về. Ừ. Khoan khoan đi con, ngồi xuống ghế ba hỏi thăm chút coi. Ngồi đi con. Sao vậy? Sao gần cả tháng nay ba thấy mỗi lần con đi làm về thấy con có vẻ mà mệt mỏi, uể oải rồi chán nản quá vậy? Bộ có chuyện gì hả? Sao? Chắc là do công việc áp lực quá hả con? Hay là tại vì trong cái chuyện tình cảm nó có gì rắc rối hả? Con mệt mỏi, con chán nản quá ba ơi. Sao? Có chuyện gì mệt mỏi, chán nản nói ba nghe coi. Con không muốn nói chứ gì đúng không? Thôi được rồi, vô lấy giùm ba ly nước đi. Nước không ba? Ừ, lấy giùm ba đi con. Ừ, để còn nước đó. Rồi, con xong ngồi đứng chị. Nó còn sai con vô lấy gì nữa không? Thôi hết rồi. Ngồi đi con. Này, thôi khỏi cần cái muỗng này. Sao tự nhiên giờ ba dạy con nấu ăn vậy ba? Đâu có cái thực phẩm gì đâu mà con nấu. Nè bây giờ cứ làm theo ba đi. Đó, đây hũ muối đúng không? Rồi bây giờ con múc một muỗng muối, bỏ vô cái ly này. Rồi. Được chưa? Rồi, lấy muỗng quậy lên, quậy cái ly trước đi. Rồi, quậy cái ly lên. Rồi, nếm thử coi. Con nếm mà. Ừ, thì con nếm thử coi sao. Nếm coi. Sao? Mặn quá bơi. Giờ tới cái tô, đâu con quậy lên. Chi vậy ba? Thì quậy lên đi. Hiểu rồi, nếm thử coi. Nếm nữa. À. Sao? Nó lạc hơn cái ly này. Lạc hơn cái ly đúng không? Dạ. Rồi, để đây. Rồi lấy cái tô này. Rồi quậy lên là nếm luôn phải không? Đúng vậy. Sao? Không có mùi vị gì hết ba ơi. Không mùi vị gì hết hả? Tự nhiên con đang buồn vậy nè mà ba kêu con làm những cái chuyện đó. Nó đâu ra đâu vậy ba? Không phải vô duyên vô cớ mà ba biểu con làm những cái chuyện này đâu. Đó, con thấy không? Con giống như cái muối này nè. Khi con bỏ vô cái ly này á, nó nhỏ thì cái muối nó sẽ mặn, thấy không? Qua cái tô này á, hơi bự một chút thì nó sẽ nhạt dần. Còn qua cái tô lớn thì khi con bỏ muối vô thì con cảm giác không có mùi vị gì hết. Cũng giống như là cái nỗi buồn của con á. Trong cuộc sống mình là có rất nhiều cái nỗi buồn. Nhưng mà nếu con biết san sẻ cho người này người kia mỗi người chút thì cái nỗi buồn của con từ từ nó dần nó tan biến đi, thậm chí nó sẽ biến mất. Chứ con cứ ôm lấy khư khư con giữ trong người, con không được gì mà con thấy nặng lòng hơn nữa. Ba nói vậy con có hiểu chưa?